Tập 6. Anh bớt giận đi. Để em xoa bóp cho anh. Bớt giận gì chứ? Sớm muộn cũng bị em làm tức chết. Sao lại nhắm vào em rồi chứ? Nè, người phụ nữ vừa nãy là ai vậy? Anh không biết. Cô ấy có phải là Hà Bạch Lộ mà anh bảo em tìm không? Em biết ngay là cô ta mà. Anh không biết cô ta lợi hại tới mức nào đâu. Mồm miệng còn đánh đá hơn cả em. Có phải anh đã bị cô ta cuốn hút rồi sống chết tìm con cho người ta? Anh thấp hèn vậy à? Anh làm chuyện tốt còn bị xét đánh. Cô ta đúng là chó cắn Lữ Độc Tân mà, không biết tốt xấu. Tiêu rồi, tiêu rồi. Làm anh trai em tức đến nỗi xuất khẩu thành thơ luôn. Sao nào, có cần em giúp anh đi xử lý không? Em có còn là con gái không vậy? Suốt ngày cứ như bọn lưu manh, phí công đèn sách ngần ấy năm. Anh nói em biết, đừng tới quán bar của tôi Nhất Bái. Tới đó không học được gì, kiểu gì cũng không gả được đi. Chị Nhất Bái mà không phải vì đợi anh thì sớm lấy chồng mấy đời rồi. Anh đang nói ý đó sao chứ? Em thì hiểu cái quái gì. Vậy thì sao nào? Đi bóc hết cáo thị ở bãi đậu xe nhà ta thôi. Bóc làm gì? Không phải anh nói người ta chó cắn Lữ Đồng Tân sao? Anh cứ không bóc. Anh nhất định phải tìm được con trai cô ta, để cô ta quỳ xuống cầu xin anh. Anh, không ngờ anh còn có tình tiết tự ngược luôn đấy. Em muốn thương lượng với anh một chuyện. Hãy đặt hết lòng chính nghĩa của anh lên người của em gái nhỏ này đi. Anh xem Xiaomi cũng chuẩn bị tung ra mẫu mới trên thị trường rồi. Em gái anh không muốn thua kém người ta. Anh tặng em hai chữ nhé. Cút đi chứ gì. Em biết rồi. Ở đó mà tự ngược đi. Thôi giao tới rồi. Mang hết đồ đi luôn rồi. Mẹ cũng thu dọn đồ đạc xong rồi. Ngày mai mẹ cũng đi. Con chỉ biết thôi sao? Một gia đình yên ấm cứ vậy mà tan hoang. Được, mẹ không trách con. Lỗi tại mẹ. Mẹ không dạy dỗ con nên người. Mẹ, hôm đó con hơi quá lời một chút. Mẹ đừng để bụng. Con thì có khi nào sai đâu. Đều là lỗi của mẹ. Con có bao giờ sai. Mẹ đừng uống nữa. Sao vậy? Nó không muốn chị đưa đón nó. Chị Đỗ, Gia Bảo lên trung học rồi. Chị đâu cần ngày nào cũng đưa đón nó đâu. Không được. Nó ham chơi lắm. Không quản là nó sẽ lười biếng ngay. Lên trung học vốn đã bận rồi. Không thì lấy đâu ra thời gian mà tập đàn. Em lại phát tờ rơi à? Ban ngày không có thời gian phát. Chỉ có thể phát buổi tối thôi. Lão Tần thuê được em đúng là đáng thật đấy. Hôm nay chúng ta phải đòi thêm phí mới được. Gấp đôi. Vậy em đi trước đây. Đi thông thả nhé. Mẹ biết là con bé Thôi Giao đó rất bướng bỉnh. Mẹ cũng hy vọng con có thể lấy một cô vợ ngoan ngoãn dịu hiền, hầu hạ con đâu ra đấy. Với mẹ thì cung kính hết bực. Ai mà không muốn như vậy chứ. Nhưng mà bất luận con có đồng ý hay không thì cũng không thể không thừa nhận gia đình Thôi Giao đã giúp đỡ con rất nhiều. Nếu không Bắc Kinh rộng lớn như vậy, sao chỉ mình con là ở lại được chứ? Sao chỉ mình con là làm được giáo sư? Mẹ đã nói rồi, con là người không được quên nguồn cội. Con biết chưa? Mẹ, nếu như con vì chuyện này mới ở bên Thôi Giao, vậy mới là sự sỉ nhục lớn nhất dành cho cô ấy. Đừng nói mấy lời này với mẹ, mẹ không hiểu. Mẹ chỉ biết con được như hôm nay không dễ dàng gì thôi. Con phải biết trân trọng đi. Mẹ, con biết là mẹ đang lo chuyện gì. Mẹ có thể tin con một lần được không? Không có Thôi Giao, không có bố Thôi Giao, con cũng có thể có chỗ đứng ở Bắc Kinh, cũng có thể có sự nghiệp của mình. Mẹ tin con. Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, mẹ tin con. Nhưng con trai à, Bắc Kinh rộng lớn như vậy, cũng nhiều người như vậy, con có tài đến đâu, con không có chỗ dựa, người ta cũng đâu biết con là ai. Nói thật lòng, bố vợ con đối xử với con thật sự không tệ. Bố Thôi Giao đã nói với mẹ rồi, ông ấy muốn đưa con đi Mỹ. Không phải con không muốn sống xa Thôi Giao sao? Chỉ cần con đi Mỹ, hai đứa có thể bên nhau rồi. Mẹ, sao mẹ cũng nói như vậy chứ?
Mẹ coi con là hạng người gì? Cái đuôi của Thôi Giao sao? Cô ấy tới đâu thì con theo đó à? Dựa vào đâu chứ? Vợ chồng trẻ, con phân chia rạch ròi như vậy làm gì? Giờ con cứ đi Mỹ đi. Nếu sau này con không muốn ở lại, có về lại nước thì cũng là du học trở về. Mẹ, con không tin là mẹ không nhìn ra. Đây rõ ràng là một cái bẫy. Thôi Thúng nào là muốn con cả đời này đều ở bên cạnh Thôi Giao. Người làm cha làm mẹ ai chẳng thế. Có gì không đúng sao? Có chỗ nào sai à? Bố Thôi Giao không phải cũng vì Thôi Giao hay sao? Vì con gái ông ấy thì có thể hy sinh con sao? Cái này sao có thể gọi là hy sinh được chứ? Con trai à, con có biết không? Biết bao nhiêu người ở quê còn đang ngưỡng mộ con. Người ta đều ngưỡng mộ con có thể sống ở Bắc Kinh, có thể tìm được công việc tốt như vậy, lại còn lấy được một cô vợ xinh đẹp. Còn có thể, đừng có phúc mà không biết hưởng được không hả? Có phải mẹ lại muốn nói mọi thứ mà con có bây giờ đều do nhà Thôi Giao cho con, đúng không? Mẹ, con là con trai mẹ. Tại sao mẹ không thể nghĩ rằng tất cả đều là nhờ con nỗ lực mà có? Lúc người khác ra ngoài ăn cơm, ăn chơi, ngủ nghỉ thì con làm gì? Con đang luyện đàn. Con không cho rằng năng lực hiện giờ của mình không xứng với công việc này đâu. Nói cho cùng, mẹ không muốn con ly hôn với Thôi Giao cũng chỉ là vì hư vinh của mình thôi. Mẹ, nếu bây giờ con không phải là một giáo sư âm nhạc, chỉ là một kẻ kéo đàn mãi nghệ bên đường, có phải mẹ không nhận định đứa con này luôn không? Con thôi nói linh tinh đi. Đúng là mẹ không nói chuyện với con được mà. Không thể nói chuyện được. Cổ chi thiện di đạo giả, di diệu quyền thông, thâm bất khả thức cố cường di. Nhanh lên, xếp gọn vào. Nhanh lên, nhanh. Nào, chuyện này giao cho tôi thì anh cứ yên tâm. Chất lên cẩn thận. Anh nghe đây, đi đường nhớ cẩn thận đấy. Có nghe rõ chưa? Phim được thuyết minh bởi Aramat Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Ai vậy? Khúc Hòa, là anh thật sao? Có muốn uống chung không? Sao lại chạy tới đây uống rượu vậy? Tôi hỏi anh sao chạy tới đây uống rượu. Nhà tôi ở ngay bên dưới mà. Nhà anh ở tòa nhà này sao? Trùng hợp thật. Có một lần tôi tới tòa nhà này phát tờ rơi, thì tôi phát hiện ra sân thượng này. Cảm thấy sân thượng này thật sự rất đẹp. Vậy nên cứ khi nào tâm trạng không tốt, tôi lại chạy tới đây ngồi một mình. Sao anh lại uống nhiều vậy? Có phải là tâm trạng anh không được vui? Nếu như anh có tâm sự gì, có thể nói với tôi mà. Tôi có thể làm người nghe của anh. Cô có từng nghĩ xem tại sao mình lại tìm tới thành phố này để định cư không? Tôi là vì tìm con trai tôi. Nhưng mà tôi cũng không biết bản thân còn có thể kiên trì bao lâu nữa. Những người sống ở Bắc Kinh như các anh có phải là thấy mình rất hạnh phúc không? Thực ra lúc tôi mới tới Bắc Kinh cũng giống như cô vậy. Cứ thấy mọi thứ ở đây đều rất tốt đẹp. Nhưng đến khi tới đây rồi thì tôi mới biết nó không giống như tôi tưởng tượng. Nhưng đời người chính là như vậy mà. Ở một nơi lâu rồi sẽ nảy sinh tình cảm với nơi đó. Vậy nên tôi rất muốn có chỗ đứng ở thành phố này. Tôi đã rất nỗ lực. Thật sự rất nỗ lực. Tôi muốn mua một căn nhà ở Bắc Kinh, đón mẹ tôi qua đây. Mẹ tôi vì tôi mà đã chịu quá nhiều khổ cực. Muốn để bà ấy hưởng phúc một chút. Tôi cũng muốn là một đứa con để bà ấy tự hào. Nhưng mà càng ngày tôi lại càng không hiểu. Tôi mệt mỏi quá. Lần này tôi thực sự không cách nào đáp ứng tâm nguyện của bà ấy được. Tôi không muốn tiếp tục mệt mỏi như vậy nữa. Lẽ nào tôi sai rồi sao? Nếu anh thấy mệt thì nghỉ một lát đi. Mẹ anh sẽ không trách anh đâu. Tuy là tôi cũng không biết giữa anh và mẹ anh
rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà người làm mẹ ai cũng như vậy, đều hy vọng con cái của mình có thể nở mày nở mặt, trở thành niềm tự hào của mình. Nhưng mà có đôi lúc lại quên mất sự kỳ vọng đối với anh cũng lại gây cho anh rất nhiều áp lực. Hơn nữa, bất luận bà ấy làm gì, bất luận bà ấy nói những gì, thì cũng là vì muốn tốt cho anh thôi. Những người làm mẹ rồi đúng là có khác. Anh đừng cười tôi. Tôi nói thật mà. Nghe cô nói xong những lời vừa rồi, tôi thấy thoải mái hơn nhiều rồi. Vậy thì tốt. Được rồi, không nói về tôi nữa. Không phải cô nói là những lúc tâm trạng cô không được tốt thì sẽ tới đây ngắm cảnh sao? Sao vậy? Lại nhớ con trai mình rồi à? Ngày nào tôi cũng nhớ nó hết. Lúc nào cũng nghĩ, không biết nó có được no không, có mặc đủ ấm không. Nghĩ xem rốt cuộc nó đang ở đâu, có ai đánh nó hay không. Nghĩ xem đến khi nào tôi mới tìm được nó. Yên tâm đi, cô nhất định sẽ tìm được mà. Chỉ cần cô kiên trì thôi. Phải, tôi nhất định phải kiên trì. Có nghiến răng cũng phải kiên trì. Tôi không tin là mình không tìm được con tôi. Nào. Bỏ mặc mình thật sao? Nó định đuổi mình đi thật đấy à? Mẹ lên xe đi. Đi đâu vậy? Mẹ muốn tới trạm xe lửa. Con đưa mẹ lên xe làm gì? Vẫn còn sớm mà, không phải vội. Mẹ, con tới Bắc Kinh nhiều năm vậy rồi, mẹ còn chưa tới thăm chỗ con làm việc phải không? Thôi thì nhân hôm nay đi xem thử đi. Mẹ không đi. Đi thôi. Nếu không là không kịp xe lửa đâu đấy. Chào thầy Khúc. Chào em. Chào thầy Khúc. Chào em. Chào thầy. Chào em. Chào thầy. Chào thầy. Chào em. Chào thầy Khúc. Chào em. Đây là nơi luyện đàn thường ngày của con. Mẹ vào đi. Nào. Thế nào? Con đã kéo xe lô hơn 20 năm rồi, cũng chưa từng đàn cho mẹ nghe lần nào phải không?
Trung. Anh Trung, ăn cơm thôi. Tôi nuôi đám người các anh có tác dụng gì chứ? Lúc quan trọng vẫn phải dựa vào chính mình. Chỉ trong một đêm mà lộ nguyên hình hết cả. Đứng lên, áo của tôi. Có người giành mối làm ăn của anh thật sao? Dư hơi, không ai giành mối. Quần áo tự dưng gửi hàng à? Tình khốn này dám động thổ trên đầu chúng ta chứ. Để tôi xử lý. Dẹp cậu đi. Nhìn bộ dạng mèo hen đó của cậu thì xử nổi ai? Còn không bằng con dế. Tôi mà muốn làm thật thì còn đợi tới ngày hôm nay chắc. Tuyệt đối đừng đánh rắn động cỏ đấy. Tôi hiểu rồi. Anh Trung, hôm nay con dế của anh không kêu nhỉ? Chết rồi. Sao lắm lời vậy? Đợi xong vụ này tôi mới tìm cô ta tính sổ. Ai lại chọc gì anh rồi? Liên quan cái quái gì đến anh chứ? Sao lắm lời vậy? Cút đi. Tôi... Cút. Mẹ, mẹ thấy con kéo thế nào? Mẹ nào nghe hiểu gì chứ? Nhưng mà nghe cũng hay. Năm đó con trai mẹ chính là nhờ khúc nhạc này mà đổ vào học viện âm nhạc, còn giành được học bổng nữa. Con trai mẹ thật sự cũng lợi hại lắm đấy. Mẹ biết, không dựa vào người khác cũng được mà. Mẹ biết, con không phải vì mẹ sợ con vất vả sao? Khúc Hòa, Bắc Kinh rộng lớn như vậy, con ở đây cũng đâu dễ dàng gì. Hơn nữa, làm nghề như các con, muốn thành công lại càng khó hơn nữa. Khó mấy thì con cũng là đàn ông mà. Mẹ đâu thể để con ăn bám vợ mãi chứ. Mẹ không có ý đó. Con biết. Mẹ, con thừa nhận nhiều năm nay viện trưởng Thôi vẫn luôn nâng đỡ con. Nhưng trong lòng con thật sự khó lòng chấp nhận được. Bởi vì con hy vọng tình cảm giữa con và Thôi Giao thật sự là thuần túy. Giống như lần này bọn con muốn ly hôn vậy. Cũng chỉ là chuyện riêng của bọn con mà thôi. Mẹ phải tin con. Con đã lớn rồi, con biết bản thân mình đang làm gì. Từ nhỏ mẹ nói gì con cũng nỗ lực làm theo. Nhưng lần này mẹ để con tự mình quyết định đi. Được không? Mẹ à, cả đêm hôm qua mẹ không được ngon giấc. Mẹ cũng nghĩ con đã trưởng thành thật rồi. Hiện giờ trong lòng con nghĩ gì mẹ cũng không biết được nữa. Thôi được, con muốn ly hôn mẹ không cản. Nhưng mà có một điểm, con phải nói năng với bố mẹ của Thôi Giao cho đàng hoàng. Dù gì cũng là nhà ta có lỗi với họ. Chúng ta làm gì mà có lỗi chứ? Con xem con kìa, sao con vẫn còn thái độ đó chứ? Thôi được, con đồng ý. Con nhất định sẽ xử lý chuyện này thật tốt. Lúc cần thiết, con sẽ tới quỳ gối thỉnh tội với Thôi Gia, thấy được chưa? Nhưng mà mẹ phải hứa với con, đừng hở tí là đòi về quê nữa. Mẹ mới lên có vài ngày thôi mà. Thì mẹ cũng muốn ở thêm vài ngày mà. Thôi được rồi, con hứa với mẹ, sau này con sẽ không nói chuyện với mẹ như vậy nữa. Anh Trung, mấy người này hung hăng lắm. Hàng khắp thành phố không có một bao nào gửi từ chỗ chúng ta. Phải làm sao? Cứ mặc kệ, tự tôi sẽ có cách. Anh, hôm nay anh ngủ ở đây sao? Sao mà lắm chuyện vậy? Anh là vợ tôi à, tôi ngủ ở đâu cũng quản sao? Cút đi, tan ca rồi. Tranh thủ đi. Nhanh. Lộ Tổng, đã làm gì cả? Tranh thủ chất lên đi. Lát nữa bất luận thế nào xảy ra, cứ lái xe đi là được, có nghe rõ chưa? Tôi ở đây. Hồng Tổng, anh chưa về sao? Mới sáng sớm đã ra ngoài làm việc rồi. Sắp theo kịp hậu cần chúng tôi rồi đấy. Không có gì, ngoài này lạnh lắm, đi thôi. Trong hay ngoài cũng vậy thôi, để tôi phụ một tay cũng được mà. Không sao đâu. Xe này là của ai vậy? À không, cái này là của anh sao lão lộ? Mua từ khi nào thế? Sao không nói với tôi một tiếng? Không có, tôi chỉ đang giúp một người bạn thôi. Giúp ai vậy? Chúng ta vào nhà nói chuyện đi, được không hả? Tôi mới bảo bọn họ mua bánh kẹp thịt lừa. Còn nóng đấy, vừa ăn đêm vừa ăn sáng luôn. Đi thôi.
Thế nào, thơm lắm phải không? Ăn nhiều vào. Có nước không? Có. Anh uống đi. Lô Tổng, các anh em muộn vậy rồi còn chưa ngủ. Nào, còn nóng mà ăn đi. Ngon lắm. Được rồi, mấy người các anh tăng ca đi. Đi đi. Hôm nay tôi sẽ coi như anh giúp người khác thật. Cứ vậy cho qua, sau này không ai nhắc tới nữa. Chúng ta sẽ vẫn là hàng xóm. Anh cứ bình tĩnh từ từ nghe tôi nói. Hôm nay tôi tới chỉ có một mình. Lão Lộ, anh biết tại sao không? Bởi vì tôi thấy cũng không phải chuyện gì lớn. Lão Lộ, anh là người rất giao tình, rất nói lý lẽ. Tôi có thể nói rõ với anh được. Kể từ khi chợ quần áo này được thành lập, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Anh sống cũng không dễ, cả tôi cũng vậy. Sao chúng ta lại không thể tiếp tục nào? Anh bình tĩnh đi. Hồng Trung, thật ra tôi sớm đã muốn thương lượng với anh rồi. Anh xem, kể từ năm ngoái khi chợ của chúng ta được mở rộng, các gian hàng cũng ngày một nhiều, lượng hàng cũng ngày một lớn hơn. Anh nói xem, một mình anh, dù có khả năng vận chuyển cũng có hạn. Hiện giờ rất nhiều khách hàng đang phản ánh tốc độ vận chuyển hàng chậm, không kịp để họ bán. Vậy nên tôi mới nghĩ, khách hàng đã có yêu cầu, vậy thì chúng ta cũng phải đáp ứng chứ. Tôi chỉ đang chia sẻ với anh thôi mà. Vậy là tôi phải cảm ơn anh rồi. Đừng khách sáo, chúng ta là gì của nhau chứ. Tôi có vận chuyển hàng kịp không là chuyện của tôi. Anh tự ý vận chuyển lại là chuyện khác. Đừng có trộn lẫn vào nhau. Trời ơi, đâu có trộn lẫn. Anh lại nghĩ nhiều rồi. Tôi có được chiếc xe nào đâu. Tôi cũng chỉ làm chút việc kiếm thêm thôi. Mấy nghiệp vụ cũ của anh tôi không động vào chút nào. Hơn nữa, các công ty vận chuyển bên ngoài cũng nhiều vô số, ai nấy đều nhắm vào chúng ta. Anh nói xem, thay vì để lợi cho người ngoài, sao chúng ta lại không thể cùng nhau phát tài chứ? Tôi thấy anh nói cũng có lý. Lượng xe cơ động bây giờ cũng ngày một nhiều hơn. Chỗ đậu xe của chúng ta tôi thấy cũng không đủ dùng. Để tôi bao hết mấy chỗ để xe hai bên đường lại, cũng không đụng tới nghiệp vụ bên trong. Anh thấy thế nào? Anh cũng đâu để tâm chút tiền đậu xe đó đâu. Lão Lộ, tôi nói cho anh biết, tôi nhắc lại lần cuối, anh không được làm ngành vận chuyển hàng này. Một khi làm, xảy ra chuyện gì thì anh tự chịu. Tôi nói tới đây thôi, anh làm sao thì làm, không có lần sau đâu. Đây là mẫu mới nhất năm nay đấy. Alo, làm gì vậy? Cô làm gì đó? Ra ngoài ăn cơm. Hôm nay có chuyện tốt gì mà anh mời tôi vậy? Bà chủ, mẫu này giá thế nào? 60 tệ một chiếc, đủ size cả. Nào, được rồi, cô cứ làm việc đi. Lên cơn gì đây? Nào, để tôi xem đã. Tôi không cần ân huệ của anh. Cho dù có phải đi ăn mày, tôi cũng phải đi vòng quanh nhà anh. Xin chào. Đúng vậy, tiệm giặt khô lão Tần đây. Tới nhà lấy quần áo ư? Xin lỗi, chúng tôi không có dịch vụ này. Alo, xin chào. Tới nhà lấy quần áo phải không? Chúng tôi có hỗ trợ cho mức phí tối thiểu là 100 tệ. Không thành vấn đề. Được, được. Vậy phiền anh cho tôi biết địa chỉ. Số 19 phải không ạ? Dạ được, tôi sẽ nhanh chóng qua đó lấy. Cảm ơn. Ai định ra quy tắc này vậy chứ? Làm ăn kém tới vậy sao? Có việc dân tới tận cửa sao không nhận chứ? Ngồi tàu điện, đi xe buýt không mất tiền sao? Cô đồng ý thì tự đi mà đi. Tôi cũng đâu có bảo anh đi đâu. Hơn nữa địa chỉ này có vẻ không xa, tôi đi bộ qua đó là được rồi. Đúng là không xa, không xa. Cô đi đi. Đứng lại. Sao ở đâu cũng có mặt anh hết vậy? Sao nào, cô không làm ăn với tôi à? Người mới gọi điện là anh sao?
Anh cũng hay thật đấy. Không phải tôi đã nói rồi sao? Đừng có bám dính lấy tôi nữa. Ai bám lấy cô chứ? Tôi gọi giặt đồ không được sao? Anh thấy như vậy thú vị lắm sao? Vô vị. Được thôi, vậy để tôi gọi điện cho 355 để xem thái độ phục vụ này của cô đúng hay sai. Anh... Quần áo ở đâu? Vào đây đi. Anh lấy ra đi, tôi không muốn vào. Cô không hiểu thế nào là lấy đồ tận nơi à? Cô lấy không đây? Đừng có đụng vào, làm hỏng là cô không đền nổi đâu. Theo tôi vào đây. Tôi nói là cô vào đây. Tháo hết chăn ga gối đệm cho tôi đi. Bên đó có đồ sạch, thay giúp tôi luôn. Hả? Hả cái gì mà hả? Chuyện này đâu thuộc phạm vi công việc của tôi đâu. Vậy cho hỏi đâu mới là phạm vi công việc của cô nào? Tôi tự mình tháo cũng được thôi, không thành vấn đề. Chỉ là bây giờ tôi có hơi mệt thôi. Đợi tôi nghỉ ngơi một lát. Tôi tháo xong rồi cô hẳn đi. Vậy để tôi mang quần áo đi trước. Không được. Cô làm dịch vụ kiểu gì đấy? Tôi nói cô nghe, ngành dịch vụ này ăn nhau ở thái độ phục vụ. Thái độ này là kiểu gì đây? Bước vào cái nhà này không được, cái kia cũng không xong. Thế này mà được à? Cô định khoanh tay, đợi ăn cơm chắc. Cô hiểu thế nào là phục vụ tận nơi không? Dõng dạc thẳng lưng. Cô xem cô đi giày da như vậy, vào phòng ngủ của tôi, như vậy mà được à? Tôi nói cô nghe, tìm việc làm ở Bắc Kinh này không dễ. Tôi thật sự không muốn gọi điện cho ông chủ của cô. Giờ cô có tháo hay là không đây? Tháo cho đàng hoàng, không cần vội. Thay luôn ga giường cho tôi đi. Thể hiện cho tôi thấy thế nào là phục vụ tốt đi. Tôi đợi cô ở bên ngoài. Chỉ có chỗ này thôi à? Còn gì khác nữa không? Tháo luôn rèm cửa xuống đi. Rèm cửa? Đúng vậy. Ở Bắc Kinh này gió mái lớn quá. Rèm cửa chừng nửa tháng không giặt là bụi bám đầy ngay. Mà tháo xuống cho tôi đi. Bên đó có ghế kìa. Cô nhẹ tay thôi, chú ý đấy. Làm hỏng là không đền nổi đâu. Chỗ này cao quá, tôi giới không tới. Anh qua giúp tôi đi. Tôi biết là anh sẽ không giúp tôi. Mấy cái quần thun đó của anh cũng phải giặt à? Cái này tôi không giặt. Không giặt thì anh để đó làm gì? Thế này là hết chứ gì? Không còn gì nữa phải không? Tạm thời chỉ có vậy thôi. Vẫn chưa nghĩ xong. Khi nào nghĩ xong tôi sẽ báo. Được. Nếu sau này anh cần giặt thêm cả nội y hay quần thun gì đó, có thể gọi tôi bất cứ lúc nào. Cô... Tôi về rồi. Nhiều như vậy sao? Để lên đây, để tôi phụ. Để tôi. Nhiều như vậy sao? Gặp được một khách hàng lớn. Cô mệt lắm phải không? Cứ uống từ từ thôi. Chuyến này cô đi cũng đáng thật đấy. Ông chủ, trên đường về tôi cũng suy nghĩ rồi. Thực ra người trẻ tuổi bây giờ bọn họ lười lắm.
chi bằng chúng ta thêm dịch vụ lấy đồ tận nơi đi. Việc làm ăn nhất định sẽ khá hơn, còn có thể tăng thêm không ít lượng khách. Cái này đúng là hay thật. Nhưng mà tình hình tiệm ta thế này cô cũng biết rồi. Chỉ có hai chúng ta, mà tôi cũng không có tiền thuê thêm người. Ai làm chuyện này bây giờ chứ? Thì tôi chứ ai. Anh cứ ở yên trong tiệm là được. Tôi thấy chúng ta nên thử một phen xem sao. Nếu cô thật sự muốn làm, vậy thì tôi ủng hộ. Trưa nay tôi sẽ thêm món. Nếu cô có thể làm tốt chuyện này, tôi sẽ chia hoa hồng cho cô. Chia cho cô 10%. Được. Tôi mặc quần thu đấy. Tôi cứ mặc quần thu đấy. Thì làm sao? Mặc quần thu giữ ấm tốt mà. Làm sao nào? Thiệt tình. Alo, tiệm giặt khô lão Tần xin nghe. Mau qua đây một chuyến đi, tôi còn vài thứ đồ cần giặt. Anh là ai vậy? Tôi là Hồng Trung đây. Đừng có giải giờ không nghe ra. Giờ nãy tôi đã lấy đi rất nhiều rồi. Nếu anh không cần gấp thì để lần sau đi. Không gấp thì tôi tìm cô làm cái quái gì. Nhanh lên. Nhóc con, tôi còn không hành chết được cô à? Dám cười tôi. Sao vậy? Vẫn là vị khách vừa nãy. Anh ta nói vẫn còn quần áo cần giặt, bảo tôi tới lấy. Vị khách lớn vừa nãy sao? Cô mau đi đi, để tôi trong tiệm cho. Đi đi, ở đây có tôi rồi. Cho hỏi, anh còn cần giặt gì nữa? Vậy anh lấy nó ra đi. Đừng ngay ra đó, cô làm đi. Được. Gặp phải loại người như anh, tôi chấp nhận, tôi sẽ làm. Thái độ phục vụ tốt hơn chút đi. Cô không sao chứ? Không sao. Tôi không cần anh thương hại. Cái quái gì mà nặng thế này? Chú ý cẩn thận chút đi. Cô xem, tôi nhấc một tay là giúp cô được rồi. Cô cầu xin tôi đi, tôi giúp cô. Tôi không cần. Được. Alo, sao vậy? Được, tôi biết rồi. Khi nào đi thì đóng cửa giúp tôi. Có chuyện gì vậy? Anh, em ở đây. Em đã biết rồi. Lão Lộ dám giành công việc làm ăn của anh. Em đã gọi người tới đủ rồi. Anh nói một câu đi. Liên quan gì tới em? Mau về. Anh, đi về. Anh Trung, xe Lão Lộ lại tới chở hàng, bị Hồng Dữ bắt gặp nên mới gọi chúng tôi tới đây. Lại là cái lão hồ ly này. Các anh ở yên đây chờ, đừng đi lung tung. Hai người đi theo tôi. Đi về. Cái gì? Xảy ra chuyện rồi. Bọn họ cho xe chặn ngang trước cửa. Xe bên trong không ra được, bên ngoài cũng không vào được. Giờ chúng ta phải làm sao? Tôi đã bảo các anh ban ngày đừng chất hàng rồi. Sao đây? Các anh không hiểu tôi nói gì à? Khách hàng dục gấp quá. Tôi cũng là vì muốn giữ khách thôi. Chỉ toàn gây rắc rối cho tôi thôi. Hồng Trung đâu? Anh ta còn nói gì nữa? Anh ta bảo anh tới ngay đây. Hay là chúng ta báo cảnh sát? Báo cái đầu anh. Chúng ta còn chưa có giấy phép vận chuyển đâu đấy. Như vậy thì khác nào tự chuốc họa. Thôi được rồi, cứ tạm giữ chân anh ta đi. Tôi về ngay. Ông không nhổ răng nữa à? Không nhổ nữa. Cái miệng này của tôi có giữ nổi răng không còn chưa biết nữa đây. Mệt chết đi được. Còn có mệt không? Dạ mệt. Mệt chết tôi rồi.
Giờ tôi mới phát hiện đứa trẻ này khỏe mạnh như vậy đấy. Mệt chết được, nhanh lên. Mệt chết tôi rồi. Chị có muốn ăn gì không? Đồng Đồng, con muốn ăn gì? Con muốn ăn cơm mà. Cậu xem Đồng Đồng kìa, lúc nào cũng muốn tiết kiệm tiền cho tôi. Được, vậy chúng ta đi ăn cơm di cá đi, được không? Dạ được. Có phải là tòa nhà này không? Xử lý gọn cho tôi. Được. Chị, vậy giờ chúng ta đi đâu ăn đây? Ăn gì mà ăn? Tôi chán ăn rồi. Đi về. Hồng Tổng, chúng tôi không gọi được cho Lộ Tổng. Hay là anh về nhà trước đi, để tôi liên lạc với anh ấy sao? Tôi không gấp, tôi đợi được mà. Hay là anh, đôi hai, cho xe lùi ra một chút được không? Cái đó, người mua hàng không vào được cũng chẳng ra được. Chúng ta có gấp cũng đừng làm lớn chuyện chứ. Chuyện này có liên quan gì tới chúng ta sao? Anh ra ngoài nói với bọn họ, xe nhỏ muốn ra ngoài thì cứ ra, còn muốn vào thì thôi. Lùi ra lùi vào rắc rối lắm. Lộ Tổng, Lộ Tổng, anh qua đó nói gì đi chứ. Tôi nói thì được cái gì? Lộ Tổng, anh mà còn không gửi hàng, đối phương sẽ bắt tôi đền đấy. Chúng ta có hợp đồng đàng hoàng, tôi chỉ có thể tìm anh được thôi. Đừng mà, anh, tôi nói anh nghe, vị thần tiên đó, tôi nào dám đụng tới chứ. Đúng rồi, hay anh tự mình đi nói với anh ta đi. Anh đưa ra chủ ý quái quỷ gì vậy? Tôi nào dám đụng. Người đó là Hồng Trung, là ông cố nội người ta đấy. Anh không nói thì ai nói? Nhưng mà tôi... Lộ Tổng, Lộ Ca, Lộ Gia Gia, tôi cầu xin anh đấy. Anh để tôi nghĩ cái đã. Để tôi nghĩ cái đã. Để tôi nghĩ. Hồng Tổng, anh xem, tôi đây cũng lớn tuổi rồi, đầu óc không còn minh mẫn, lại vừa nhổ cái răng xong, nên còn lơ ngơ gây ra chuyện này. Mau đánh đi. Đánh đi. Hồng Tổng, tôi đã tìm hiểu rồi. Là giám đốc Hồng của chúng tôi chở hàng, giúp bạn tôi một chút đi. Tất cả là vì giao tình cá nhân. Đi nói với mấy tài xế của chúng ta, chúng ta không lùi xe, tìm người khác thay ca cho họ đi. Tiếp tục, anh làm vậy thì người ta làm ăn kiểu gì? Tôi còn quan tâm chắc. Lời tôi nói bây giờ cũng là cái gì đâu. Bản thân tôi còn không làm ăn được nữa mà. Hồng Trung, anh xem xe của tôi, nó vẫn luôn ở đây mà. Anh cũng nhìn thấy rồi đó. Chỉ hôm nay thôi. Hồng Trung, tôi nói nhiều như vậy rồi, tốt xấu gì anh cũng nể mặt Lộ Thúc một chút đi. Lão Lộ, ông nghĩ tôi sẽ tin lời ông nói sao? Chỗ đậu xe này đang thịnh hành mà, tôi cũng đâu muốn như vậy chứ. Hồng Trung, Lão Lộ, anh mà còn dám chống lại tôi nữa, ngày nào tôi cũng sẽ chặn cửa. Chỗ đổ xe của anh xanh cỏ luôn đấy, anh có tin không? Tôi tin. Tôi tin mà. Hồng Trung, vậy chuyện ngày hôm nay cứ như vậy đi. Tôi cũng chơi chán rồi, vậy để tôi bảo anh ta dỡ hàng. Không cần đâu, cảm ơn. Đại ca, đường tới biệt thự Phong Lam đi thế nào? Chính là tòa nhà màu vàng phía trước đó. Cảm ơn anh. Không có gì. Tôi thấy xe này nát tới vậy rồi mà còn có người sửa sao? Cái xe này là tôi bán. Đừng thấy nó xấu xí vậy chứ, ngồi lên lái chẳng có vấn đề gì đâu. Nhưng mà thời tiết ngày một tệ đi như vậy, sau này còn ai đạp xe nữa chứ. Hơn nữa mẫu xe này của anh nhìn quá cũ rồi. Tôi nghĩ khéo mà đem cho không cũng chẳng ai thèm đâu. Xem cô nói kìa, có người mua chứ.
bỏ ra hơn 100 tệ, dùng để đi làm, ngon lành rồi. 80 tệ, thì tôi mua. Cái gì? Cô mua chiếc xe này à? Chắc là cô không phải tới hỏi đường đâu nhỉ? Định dùng chiêu để gài tôi có phải không? Anh có bán không? Nếu tôi đã lỡ miệng như vậy rồi thì thôi, cũng không kỳ kèo với cô. Đúng 100 tệ. 100 tệ? 100 tệ cũng được. Nhưng anh phải tặng thêm cho tôi cái giá chở hàng kia. Nếu không tôi không thể chất đồ được.